Đây, đây chính là giao diện của MotoGP 19. Press any button. Bấm nút gì cũng được nha các bạn. Ở đây thì update to keep playing. Oh, có DLC rồi kìa. Mình sẽ cập nhật DLC sau cho các bạn nhé. Đây thì ken nha. Được rồi, bây giờ chúng ta đầu tiên sẽ là tiến hành cài đặt đúng không nào? Option. Và có khá nhiều option ở đây. Ta sẽ vào phần hub trước nhá. Hub thì ở đây các bạn hãy bật hết lên nhá. Đó là những cái bảng thông tin về xe, thông tin về tốc độ, thông tin về xăng các thứ nó sẽ hiện lên đúng không nào? Đại khái là vậy. Tiếp theo đến phần video. Ở đây thì các bạn hãy nhớ điều chỉnh cái phần resolution cho nó full màn hình của các bạn nhá. Và mình sẽ chơi ở chế độ đó là full màn hình, không chơi ở cửa sổ. Version sẽ tắt. Resolution scale mình sẽ để 100. Frame rate thì mình sẽ để đó là dynamic, không giới hạn FPS. Còn đến phần advanced thì chỗ này mình sẽ để đó là ultra nhá các bạn. Nếu mà máy các bạn yếu quá, không đáp ứng đủ cái cấu hình tối thiểu của tựa game ấy, các bạn hãy để nó setting mặc định nhá. Hoặc là chơi cái chế độ đó là low, chứ nào cũng không vấn đề gì hết đúng không nào. Mình thì sẽ thử nó ở chế độ ultra xem sao, xem nó có mượt, nó có nét thì không. Ở đây nhớ tắt cái motion blue nhá. Off đi. Được rồi, cần có cái đó là chúng ta cần quan tâm thôi. Sau đó thì nhớ ấn back và apply. Tiếp đến image configuration. Cái này là phần ánh sáng nhé các bạn. Đấy, có lẽ sẽ để 4 mức thôi nhỉ. Nhìn hơi lóa ấy. Back. Tiếp theo đến audio. Thì cái này có lẽ mình để mặc định nhá. Chúng ta cũng không cần phải điều chỉnh gì đâu. Bởi vì nếu chúng ta có vấn đề về âm thanh thì chúng ta có thể điều chỉnh ở cái sao cạc bên ngoài cũng được. Tiếp theo đến phần control là các nút sử dụng trong tựa game này. Thì đây nó hỗ trợ chúng ta đó là chơi cả bàn phím và chơi cả bên phía điện tử tay bấm, controller. Thì có lẽ mình thì không có controller rồi. Nên có lẽ mình sẽ điều chỉnh ở bên bàn phím rồi đúng không nào? Keyboard này. Thì đây là tất cả các nút sử dụng nhá. Các bạn có thể thay đổi tùy thích nhá. Còn mình thì có lẽ sẽ để mặc định. Trên camera. View back, view up, view down. View left, view right. Up, view down. Cái này nó giống kiểu bên phía GTA, view up, view down. Nó vào mình sẽ thử cho các bạn coi. Núm lock 48 à. Ok. Control, connection to MotoGP profile. Cái này thì nó chắc là nó liên quan đến cái phần chơi rank của cái game MotoGP 19 này nhá. Nhưng mà đây là bản crack cho nên có lẽ chúng ta sẽ không động được vào phần chơi online đâu. Thì vậy có lẽ chúng ta chỉ chơi được những cái phần chơi single thôi nhá các bạn. Phần này mình nghe nói là cái hệ thống AI của nó được nâng cấp. Cho nên cuộc chiến với cả AI chắc chắn nó cũng sẽ hấp dẫn hơn cái phần trước rất là nhiều. Nên các bạn cũng phải lo nhá. Thì nó hỗ trợ chúng ta khá là nhiều chế độ chơi ở đây. Thì đặc biệt nó còn hỗ trợ chúng ta một cái rất là hay ho nữa. Đó là cái phần Graphic Editor. Cái này thì hình như là mới có trong cái phần MotoGP 19 này vậy. Có nghĩa là các bạn có thể thiết kế được những cái logo trên mũ, trên xe và trên áo. Ở trên nào? Áo quần rồi là bao tay các kiểu ấy. Rider sticker. Thì các bạn sẽ được in cái logo mà các bạn thích. Ví dụ cái mũ ở đây nhá. Thế vào New Project. Đầu tiên là chúng ta chọn kiểu mũ đúng không nào? Kiểu mũ này nhá. Sau đó thì helmet color, chọn màu mũ này. Mình sẽ để cái màu đó là màu đỏ sậm nhá. Sau đó thì add layer, planner, projection. Confirm shot. Sau đó thì ở đây add thêm hình này. Đây là những hình hỗ trợ nhá các bạn. Có nhiều hình nhá. Các bạn thích hình nào lấy hình đấy nhá. Viết chữ cũng được. Mình có lẽ sẽ để cái hình mặt. Ô, cái này bị khóa à. Thôi được rồi, để có lẽ mình sẽ cố gắng cập nhật một cái bản unlock DLC cho các bạn xem sao nhá. Nếu có thì mình sẽ cập nhật trên nào. Mình sẽ để dưới phần mô tả video luôn. Các bạn thấy thì có thể download được ngay. Chứ nó một số cái bị khóa này thì làm ăn gì. À, có cơ Việt Nam rồi. Không có à. Thôi lấy cái mặt này nhá. Đây. Các bạn có thể zoom to, zoom nhỏ bằng cách đó là sử dụng phím lên và xuống, phím điều hướng ấy, hoặc là WASD cũng được. Đó, đặt ở chỗ nào đó, đặt ở giữa đầu nhá. Được rồi, sau khi xong thì ấn vào Enter để print là in đấy. Xong thì ESC để back. Có hình như này các bạn. Được rồi, trên mũ mình giờ có cái mặt cười ấy các bạn. Nát vào chạy cho các bạn xem. Hay là in hình sau gáy nhỉ. Ý hình sau gáy hợp lý hơn đấy. Chọn vị trí in này, QE nhá. Đây, ấn rear. Sau khi chọn vị trí xong thì enter để in hình vào đây. In hình mặt khác vào nhá. In hình mặt quỷ nhá.
nữa ấn phím W để cho nó trồi lên nhá. Đó, sau đó thì để đây đúng không nào, mình sẽ để cho nó cái chán nó và chính giữa cái logo thì nó đẹp đúng không nào. Nó hơi lệch lệch khó chịu nhỉ. Này nhá, tán này nhá. Sau khi xong thì ấn Enter rồi ESC. Đó, các bạn thấy không, trên đỉnh đầu là có cái hình mặt cười, à đâu, cái hình mặt mặt ngố này, đằng sau là có cái hình hình mặt quỷ đúng không nào. Được rồi, sau đó thì ESC thì đó, đó là phần thiết kế mũ. Còn những cái phần như là xe hay là quần áo thì các bạn tự thiết kế nhá. Đại khái vậy thôi. Thiết kế mấy cái hình, mấy cái logo vớ vẩn đấy mà nhìn nó đẹp hơn rồi đúng không? Thì bây giờ có lẽ mình sẽ vào và chiến lê vòng nhỉ. Đua phát cho căng thẳng đúng không nào? Chọn đó là Historical Quick Mode và Caro MotoGP Esports Championship. Cái này giống kiểu như là chúng ta phải chơi online thì mới được các bạn ạ. Cái phần Esports Championship này. Sao? Chúng ta còn 3 phần chơi khác mà. Color, Quick Mode và Historical Channel đúng không nào? Quick Mode phát thử coi. Grand Prix Champion Time Track Champion nhá. Cái này cái gì vậy? Chọn chế độ đua hay sao đây? MotoGP 2, MotoGP 3 này. Striker E-Moto. Nhân vật này các bạn Lorenzo. Đây là một tay đua rất là nổi tiếng. Chọn đường đua các bạn ạ. Austin. Sau đó thì Bách. Bách mã này là Austin. Cái gì đây? Quata Tata Kel. Ơ Historical Check. Historical Check. Theo mình được biết thì cái game này nó add chúng ta hình như là khoảng mấy map mới nữa cơ. Mấy đường đua mới ấy. Ok, chọn đại cái đường đua đấy đi. Rồi, bây giờ Ray Option. Josh Zorango. À, đây là chọn nhân vật. Ray Option. 6 vòng. Ôi, 3 vòng thôi nhỉ. Ôi, 6 vòng đi. Đại đi. AI Difficult. Đây này, game này được quảng cáo là có cái chế độ AI chơi rất là kinh nha các bạn. Cho nên là các bạn hãy chọn cái chế độ AI vừa thôi. Không là cho hít khói thì ngại lắm, đúng không nào. Mình sẽ giảm hết xuống nhá. Mình không muốn bị hít khói bởi đám AI thôi. Tire wear. Penalty. Sau đó đi back. Rồi bằng phần đó là Reading A. Cái này thì xem nào. Acid Physics Simulation Level. Hỗ trợ à? Pro. Pr. What? Zone Break. Auto Break. Ơ. Hỗ trợ tự động phanh nữa. Cái này mới nhá. Thôi cái này mình sẽ để acid nhá. Rồi còn những cái khác thì mình sẽ để đó là mặc định. Được rồi. Bây giờ thì Start Weekend. Cái gì đấy? Saturday, Friday, Sunday. Đua cái nào trước được? Cái này cái gì vậy? Thời tiết à? Hay cái gì đây? Hơi khó hiểu nhỉ. FP1, FP2, FP3, FP4. Start Weekend. There he is getting on the track. We will soon find out whether he's đây, looking for Lorenzo, a quick lap time, đây các bạn. Or whether he's trying out something for the race. À đây mình đang điều khiển đấy mà. Ô, trời ơi. Ôi. Ui. Vãi lúa đấy. Game mô tô luôn là vậy. Mình luôn gặp vấn đề khi mà chơi những cái game thể loại đua xe máy như thế này. Đua cảm giác là khó vãi trưởng các bạn. Chắc có lẽ ngoài đời mình không biết đi xe cái thể loại xe cần cái gì nhỉ? Cái tay côn đúng không nhỉ? Cho nên là trong game này mình đi những xe này. Cái này sao mà đua. Vãi trưởng thật. Cua hay làm nào cho cua đẹp nhưng mà nói gì nhỉ? Đi giảm tốc kìa. Như thế này.
lên rồi. Ra không đua được ngoài đường chính thì ta sẽ đua đường cát. Đam mê gì là không bao giờ dừng lại cả, đúng không các bạn? Sao rồi, sao rồi? May cho bởi. Thế thôi được rồi, đó là một phần gameplay nhỏ nhỏ của game MotoGP 19 nhá. Đây là phiên bản mới nhất trong cái thể loại đua xe mô tô này. À! Thì chúc các bạn đón được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Ui ui ui.